Tôi tin chắc cũng dễ thương mày đúng không? Đi chi ngoài đúng? Xin chào các bạn, chúng tớ là Cà Phê đây. Hôm nay chúng tớ sẽ bật mí để lông mèo siêu mượt. Các bạn đến quán luôn thắc mắc vì sao lông của các bé ở đây lúc nào cũng mượt mà và thơm tho, thì tớ xin giới thiệu đây là các bước để dưỡng lông cho các bé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lên phòng spa nhé. Đây là không gian spa ở quán mình. Tất cả các dầu tắm ở quán mình đều là nhập khẩu và 100% organic. Hôm nay bé được spa đầu tiên sẽ là bé Ly Ti. Đầu tiên chúng mình sẽ cắt móng trước, sau đó tỉa gọn các lông thừa ở đệm bàn chân. Tiếp đến là chải lông thừa cho bé nè. Và các bé lông dài á thì thường sẽ bị lông rối trên người nên cũng cần phải cắt những búi lông đó đi. Bước tiếp theo là tỉa gọn toàn thân cho bé. Sau đó vệ sinh tai, mắt, mũi miệng của bé. Sau khi tất cả đã sạch sẽ xong rồi thì chúng ta đem bé đi tắm thôi nè. Ta cần phải xả nước cho ướt hết lông rồi thoa dầu tắm kỳ cọ thật kỹ cho bé. Sau đó nhớ phải xả nước thật sạch nhé. Ta phải lau cho bé và sấy bé thiệt là khô. Và để đệm bàn chân bé không bị khô nứt thì chúng mình phải dùng các sản phẩm dưỡng phục hồi đệm bàn chân. Bước cuối cùng chính là vệ sinh răng miệng để các bé không bị viêm lợi, viêm nú. Cảm ơn các bạn vì đã xem video của chúng mình. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo nhé.